Chào các bạn, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần số 2 của chuyên đề các game hay nhất cho Android và iOS năm 2013. Đầu tiên là game Grand Theft Auto San Andreas. Có thể đầu tháng 12 là một dịp ảm đạm với thị trường game di động, đặc biệt là những siêu phẩm liên tục thất hẹn với người hâm mộ. Nhưng cuối cùng thì các nhà sản xuất cũng đã chịu giữ lời hứa khi đưa những tựa game như Angry Birds Go và nhất là tựa game rất được trông đợi dành cho game thủ hardcore, đó là GTA San Andreas. Như thường lệ, game xuất hiện đầu tiên trên các dòng máy của Apple. GTA San Andreas được cấu trúc tương tự như hai tựa game tiền nhiệm. Lối chơi cốt lõi bao gồm các yếu tố của các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ ba và đua xe, đồng thời mang đến cho người chơi một môi trường thế giới rộng lớn để khám phá. Đây cũng là lần đầu tiên nhân vật có thể bơi lội và leo trèo. Người chơi có thể điều khiển nhiều phương tiện, bao gồm xe hơi, xe buýt, xe bán tải, xuồng máy, máy bay, trực thăng, tàu hỏa, xe tăng, xe gắn máy và xe đạp. Môi trường mở phi tuyến tính cho phép người chơi khám phá và tự do chọn lựa cách chơi. Mặc dù các nhiệm vụ của cốt truyện cần phải được hoàn thành để câu chuyện phát triển cũng như mở khóa một số nội dung nhất định. Nhưng điều đó là không bắt buộc và người chơi có thể thực hiện chúng vào lúc nào cũng được. Khi đang không thực hiện nhiệm vụ, người chơi có thể tự do đi lại và ngắm cảnh xung quanh thành phố hoặc gây hỗn loạn bằng cách tấn công người khác. Việc này có thể gây sự chú ý chết người ngoài ý muốn từ chính quyền. Cảnh sát sẽ xử lý những vi phạm nhỏ, còn các đội đặc nhiệm, FBI và quân đội sẽ giải quyết những mức truy nã cao hơn. Người chơi có thể nhận nhiều nhiệm vụ để tăng các thuộc tính và kiếm thêm thu nhập cho nhân vật, bao gồm cả những nhiệm vụ truyền thống có từ các tựa game trước như đưa đón khách đi taxi, dập các đám cháy, chở người bị thương đến bệnh viện và chiến đấu chống tội phạm. Một số nhiệm vụ mới bao gồm trộm cắp, môi giới gái mại dâm, giao hàng bằng xe tải hoặc tàu hỏa và học lái xe, máy bay, xuồng, xe máy. Game thứ hai là Death Trigger 2. Death Trigger là thương hiệu game bắn zombie góc nhìn thứ nhất với đồ họa tuyệt đỉnh. Death Trigger 2 sẽ được phát triển dựa trên nguyên mẫu với nhiều level và chế độ chơi mới. Mỗi level kéo dài khoảng 5 phút. Cũng giống như Death Trigger, phần 2 sẽ tuyệt vời hơn với chi tiết sắc nét và gameplay dồn dập. Ở một phương diện nào đó, có thể sánh ngang với đồ họa trên Xbox 360. Nếu bạn từng chơi Death Trigger, thì ngay khi đến với phần 2 của game, bạn sẽ bị hút hồn bởi đồ họa đẹp mắt. Từng chi tiết trong game được thiết kế cẩn thận, trau chuốt và sắc nét vô cùng. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước các hiệu ứng phản chiếu hình ảnh siêu thực của nước, hiệu ứng đổ bóng sống động cùng hiệu ứng kiểm soát ánh sáng và gương. Các địa điểm chiến zombie mới cũng được bổ sung tại Thượng Hải, London hay giữa mênh mông sa mạc tại châu Phi. Có thể nói, Death Trigger 2 sẽ mở rộng tầm vóc về cả nội dung lẫn hình ảnh, khủng hơn rất nhiều so với phần 1. Game thứ ba của chúng ta là Kingdom Rush Frontier. Đây là một game thuộc thể loại thủ thành đến từ nhà sản xuất Iron 2 Game Studio. Trong game, người chơi có nhiệm vụ phải xây dựng một đội quân mạnh mẽ gồm nhiều nhân vật khác nhau nhằm chống lại những kẻ muốn ngăn chặn kế hoạch của mình. Game đã được ra mắt khá lâu và nhận được phản hồi tích cực từ người chơi. Giống như bản gốc, Kingdom Rush Frontier được thiết lập trong một thế giới tưởng tượng nơi bạn sẽ chiến đấu với những con quái vật thần thoại ở địa ngục có mưu đồ phá hủy vương quốc của bạn. Game có nhiều level, mỗi level lại có một địa hình khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải lựa chọn tháp canh một cách khôn ngoan và xây dựng chúng ở những vị trí hợp lý. Trong giữa các level, bạn có thể nâng cấp các thuộc tính khác nhau của mỗi tháp canh để làm cho chúng mạnh hơn, bắn nhanh hơn và giảm thời gian đào tạo các đơn vị triển khai. Thêm nữa, bạn còn có 3 khả năng đặc biệt có thể nâng cấp khi các tòa tháp không đủ sức chống trả. Bạn có thể triển khai các đơn vị trên mặt đất để giao lưu hiệp sĩ của bạn, hoặc bạn có khả năng núp kinh cho các trường hợp khẩn cấp như một ngôi sao băng rực cháy hay kích nổ vũ khí hạt nhân. Bạn cần chọn thời gian tốt nhất để sử dụng chúng vì cả hai đều có thời gian nguội đi. Một yếu tố tuyệt vời khác của trò chơi là khả năng sử dụng và nâng cấp một anh hùng. Kẻ có thể trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào của chiến trường, người anh hùng có ích trong trận đánh đặc biệt khó khăn và bạn sẽ có 3 loại khác nhau lần lượt được mở khóa khi bạn chơi. Nếu bạn là một fan hâm mộ của bản gốc hoặc muốn chơi trò chơi tốt nhất thể loại phòng thủ thép thì Kingdom Rush Frontier là một sự lựa chọn hoàn hảo. Game tiếp theo là Real Racing 3, là phiên bản tiếp theo của game đua xe nổi tiếng Real Racing 2. Real Racing 3 cho chất lượng đồ họa cải thiện hơn hẳn so với phiên bản trước. Với đồ họa mượt mà và hiệu ứng vật lý chân thực, Real Racing 3 chắc chắn sẽ làm hài lòng các fan hâm mộ của dòng game đua xe đình đám này. Thật khó có thể tìm thấy một khuyết điểm nào ở phiên bản game này. Có chăng, điều khiến gamer bực mình nhất là tốc độ sửa chữa xe quá lâu. Xét về hình ảnh, đồ họa của game thật không còn gì để chê. Những con siêu xe mà chỉ cần ngắm một giây thôi, bạn sẽ không thể rời mắt khỏi chúng vì quá mãn nhãn. Từng đường nét, chi tiết, từ bên ngoài cho tới bên trong, từ vỏ xe cho tới nội thất, tất cả đều được đầu tư và thể hiện một cách sinh động và bắt mắt. Chắc chắn, đồ họa của game đạt 10 trên 10 điểm. Game vẫn giữ chế độ arcade quen thuộc ở bất kỳ dòng game đua xe nào. Xét về nội dung game, với số lượng đường đua lên tới con số cực khủng, 1.132 đường đua các loại, hẳn gamer đã hình dung được phần nào mức độ đầu tư của EA với game này rồi phải không? Game cuối cùng của chúng ta là Anomaly 2.
Anomaly 2 diễn ra vào năm 2018 trong một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, khi trái đất chỉ còn là hành tinh băng giá bị lũ người ngoài hành tinh xâm chiếm, còn con người thì đang trên bờ vực tuyệt chủng. Với một cốt truyện không thể đơn giản hơn, Anomaly 2 rõ ràng đang muốn nhấn mạnh vào khía cạnh gameplay và thực sự chúng sẽ không làm bạn thất vọng vì độ hấp dẫn có thể nói là vượt trội so với người tiền nhiệm. Như tôi đã đề cập ở trên, CG Anomaly mang đến khái niệm công thành, một khái niệm trái ngược hoàn toàn so với thủ thành. Thay vì vào phe bảo vệ thì bạn sẽ đóng vai phe tấn công để tiến vào căn cứ của chúng. Với những ai đã quá quen thuộc với thể loại thủ thành thì lối chơi mới lạ này sẽ thực sự tạo cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị. Công việc chính của Anomaly 2 vẫn tương tự như phần 1, khi bạn sẽ sử dụng bản đồ chiến thuật để vạch ra một lộ trình nhất định cho quân đoàn của mình tiến tới đích, sao cho thật hiệu quả và ít tổn hao binh lực nhất. Cụ thể, bạn sẽ phải chọn lựa những hướng đi làm sao mà càng ít giáp mặt với kẻ thù càng tốt. Vì với lực lượng ít ỏi mà game cung cấp, bạn sẽ mau chóng bị khuất phục nếu phải giáp mặt với lực lượng đông đảo của quân địch. Nếu là lần đầu sử dụng Titanium Backup, bạn có thể dùng những tùy chọn hàng loạt như là sao lưu tất cả vào các ứng dụng đang có trong máy bằng cách bấm vào biểu tượng ở trên cùng bên phải. Ở đây thì